Thân mến, chào các em. Rất vui khi được gặp lại các em ở tiết học thứ hai của tác phẩm Vợ Nhặt. Bữa trước, cô đã hướng dẫn các em tìm hiểu về tình huống của tác phẩm. Hôm nay, chúng ta sẽ tiếp tục tìm hiểu về tâm lý của từng nhân vật trong truyện ngắn Vợ Nhặt. Như ở giờ trước, cô đã nói, trong truyện ngắn Vợ Nhặt, nhà văn Kim Lân đã xây dựng được một tình huống bất thường để nói lên khát vọng bình thường mà chính đáng của con người. Cái khát vọng bình thường và chính đáng ấy được hiện lên qua tâm lý, qua hành động, qua tâm trạng của từng nhân vật trong tác phẩm. Có thể nói, tình huống của một tác phẩm chính là một cái môi trường để tác giả đặt nhân vật của mình vào và từ đó nhân vật bộc lộ rõ tính cách. Tình huống của một tác phẩm như là một thứ thuốc thử, một thứ nước rửa để tác giả đặt phim vào và hiện lên hình ảnh của từng nhân vật. Chúng ta sẽ đi tìm hiểu các nhân vật trong truyện ngắn Vợ Nhặt. Trước tiên, nhân vật trung tâm của tác phẩm đó chính là Tràng. Để nhân vật xuất hiện, tác giả Kim Lân đã đặt nhân vật vào một tình huống như sau. Tràng là một thanh niên ế vợ. Anh ế vợ bởi vì nghèo, bởi vì xấu và lại là dân ngụ cư nữa. Nghèo, công ăn việc làm bất ổn, ruộng vườn không có, làm nghề đẩy xe bò thuê, giống như một anh phu xe thôi. Hình thức bề ngoài thì lại hơi kỳ dị, nói chung là không đẹp. Và là dân ngụ cư, vốn dĩ người ta hết sức là coi thường. Chàng lại làm cái công việc khổ sở như thế, nhưng không chỉ nuôi mình mà còn nuôi thêm mẹ già. Ấy vậy mà một thanh niên tưởng chừng như ế vợ ấy lại nhặt được vợ một cách dễ dàng, chỉ qua hai lần gặp mặt. Lần gặp mặt thứ nhất, chàng đang đẩy xe bò lên dốc của chợ tỉnh, liếc nhìn vào trong nhà kho, thấy có mấy cô gái đang ngồi vêu ra ở đó. Thanh niên thấy mấy cô gái thì chồng ghẹo cho nó bớt nhọc. Chàng vừa đẩy xe vừa hò rằng, muốn ăn cơm trắng bấy giờ này, lại đây mà đẩy xe bò với anh nè. Tự nhiên mấy cô gái liền đẩy cô ả này và cô ả này chạy ra, vừa đẩy xe bò vừa cười tít, đẩy thì đẩy chứ sợ gì đằng ấy nhỉ. Rồi thôi, chàng về cũng chả nhớ gì hết. Vài ngày sau, chàng lại đẩy xe bò lên chợ tỉnh. Tự nhiên đi ngang qua con dốc, bỗng có một người đàn bà chạy ra xưng xỉa mắng vào mặt chàng. Điêu, người thế mà điêu. Mãi hồi sau chàng mới nhận ra đó chính là người đàn bà mà lần trước đã đẩy xe cho chàng. Thế rồi chàng mời cô ấy ăn 4 bát bánh đúc. Xong 4 bát bánh đúc, chàng cũng đùa rằng có muốn theo về thì đẩy xe rồi cùng về. Vậy là người đàn bà ấy theo về thật. Và chỉ sau 2 lần gặp mặt, với vài câu nói tầm phơ tầm phào, với 4 bát bánh đúc, chàng đã có vợ. Một cái tình huống xuất hiện quả thực rất là độc đáo. Một cái tình huống đầy nghịch lý và éo le. Và chính cái tình huống này đã làm bộc lộ rõ tâm lý của nhân vật. Nhân vật chàng đã được tác giả thành công khi miêu tả diễn biến tâm lý. Trước hết là diễn biến tâm lý lúc ở chợ tỉnh. Khi ở chợ tỉnh, chàng nói với người đàn bà kia là có muốn theo về thì chất hàng lên xe để cùng về, là chàng chỉ nói đùa cho vui thôi. Ai ngờ chàng đùa mà người đàn bà ấy lại làm thật. Người đàn bà ấy theo chàng về. Và chính vì thế chàng bỗng cảm thấy trợn. Trợn nghĩa là cảm thấy sợ, mà thực sự rất sợ. Đang lúc đói khát như thế này, đang lúc mà thân mình còn chưa nơi nổi, bây giờ lại đèo bòng thêm một người đàn bà nữa. Cho nên chàng cảm thấy trợn, thóc gạo này đến thân mình còn không nuôi nổi, huống hồ lại đèo bòng. Thế nhưng ngay sau đó chàng tặc lưỡi, kệ. Thôi thì kệ. Chật kệ. Cái tặc lưỡi ấy nó giống như là một sự đánh cược với số phận. Nó giống như là một sự thách đố. Để rồi sau cái tiếng chặt lưỡi ấy, sau cái sự thách thức với cuộc đời ấy, chàng
thử vận may cho mình, biết đâu mình có vợ thì sao. Vậy thì rõ ràng điều ấy đã khiến cho người đọc cảm nhận được rằng sâu thẳm trong tâm hồn chàng luôn là một niềm khát khao hạnh phúc. Cái niềm khát vọng hạnh phúc ấy dù có kề cận bên cái đói và cái chết cũng không thể thiêu hủy được. Nó luôn mãnh liệt và cháy bỏng trong tâm trí chàng. Và hôm ấy, hắn đã đưa thị vào chợ tỉnh, bỏ tiền ra mua cho thị cái thúng con, đựng vài thứ lặt vặt và ra hàng cơm, đánh một bữa thật no nê rồi cùng đẩy xe bò về. Một cái hành động, một cử chỉ thực sự rất là ga lăng, hết sức có thể của hoàn cảnh nhân vật chàng khi ấy. Tâm lý nhân vật chàng lúc ở con chợ tỉnh, cô đã hướng dẫn với các em như vậy. Chúng ta tiếp tục tìm hiểu tâm trạng của nhân vật trên con đường đưa vợ về nhà. Trên đường đưa vợ về nhà, chàng đã có những cái biểu hiện như thế nào? Vẻ mặt thì phớn phở, miệng cười thì tủm tỉm, hai mắt thì lấp lánh. Ở tiết học trước, cô cũng đã lý giải cái biểu hiện này. Cô nói lại, thường ngày, gương mặt của chàng lúc nào cũng lầm lầm lì lì, nhìn rất là dữ tợn. Nhưng hôm nay lại phớn phở. Bình thường, miệng chàng cứ lẩm bẩm, không hiểu đang nói cái gì. Hôm nay, miệng cười tủm tỉm. Thường ngày, hai con mắt của chàng gà gà bé tí. Hôm nay, hai con mắt ấy sáng lên lấp lánh. Phớn phở, tủm tỉm, lấp lánh. Đó là những cái biểu hiện của một con người đang rất là hạnh phúc. Một con người đang cảm thấy vui sướng, đắc chí và hạnh phúc vô cùng. Cho nên, chàng cảm thấy thích chí và tự đắc ở trong lòng. Đó là niềm vui sướng và niềm hạnh phúc của một người con trai khi có vợ. Nhất là với cái hoàn cảnh của một người bấy lâu nay vẫn sống cô đơn một mình như chàng. Vậy là trên đường đưa vợ về nhà, chàng cảm thấy vui sướng và hạnh phúc. Còn khi đưa vợ về đến nhà thì tâm trạng của chàng ra sao? Chúng ta lại tiếp tục tìm hiểu lúc mà bà cụ Tứ chưa về và khi bà cụ Tứ xuất hiện. Các em chú ý diễn biến tâm trạng của nhân vật, bởi vì theo dạng đề thi của năm học này hoặc là đề thi mẫu của những năm học trước thì người ta rất là chú ý tới những cái dạng đề thi so sánh sự biến chuyển của tâm trạng nhân vật. Vì vậy, những cái trình tự của diễn biến tâm lý nhân vật các em cần phải chú ý. Khi đưa vợ về nhà, lúc mà bà cụ Tứ chưa về thì sao? Chàng mở cổng, rồi thì xăm xăm đon đả mời vợ vào nhà. Vào đây, rồi thì ngồi xuống đây, ngồi xuống đây. Và khi người đàn bà ấy đã ngồi mớm ở bên mép giường, thấy một người đàn bà xuất hiện ở trong ngôi nhà mình, hình như đấy là cái việc mà đầu tiên trong cuộc đời chàng mới trải qua. Cho nên tự nhiên chàng cảm thấy tây ngây và sờ sợ. Tây ngây là một từ thuần Bắc Bộ. Nhà văn Kim Lân đã sử dụng rất là hay để diễn tả rất chính xác cái cảm giác và tâm trạng cũng như là thái độ của chàng lúc này. Tây ngây có nghĩa là khờ ra, là đờ ra, không biết là mình phải làm gì, là ở cái trạng thái mà thực sự bối rối. Còn sợ sợ là sao? Sợ sợ có nghĩa là không biết mình cần phải làm gì tiếp theo và không biết mình phải đối mặt với ngày mai như thế nào. Đây là một cái biểu hiện hết sức thường tình ở những cái chàng trai quá bối rối vì hạnh phúc đến thực sự bất ngờ. Và vì bối rối cho nên chàng chạy ra chạy vào. Cái kiểu lăng xăng mà không biết mình phải làm gì. Thậm chí có một cái hành động mà thật là buồn cười, đó là nhổ nước bọt vu vơ. Người ta nói rằng con người chỉ có hai bàn tay, nhưng mà khi bối rối thì hai bàn tay ấy cũng trở nên thừa thãi. Hình như chàng đang ở trong cái tình huống như thế, cho nên anh ta cứ chạy ra chạy vào, rồi thì nhổ vu vơ một bãi nước bọt, rồi thì cười tủm tỉm. Rồi anh ta ngờ ngợ như không phải, ra mình đã có vợ rồi đấy ư. Rõ ràng đây chính là tâm lý bối rối, sượng sùng trước hạnh phúc đến quá bất ngờ. Vậy là các em nhìn lại, chúng ta sẽ thấy nè, khi đưa vợ về nhà, lúc mà bà cụ Tứ chưa xuất hiện, chàng ở trong cái tâm lý bối rối sượng sùng trước hạnh phúc đến quá bất ngờ.
Những chi tiết, những cái hành vi, những cái biểu hiện mà nhà văn Kim Lân miêu tả nó cực kỳ giản dị nhưng lại vô cùng chuẩn xác và chân thực. Vì vậy, nó có sức thuyết phục mãnh liệt đối với người đọc. Chúng ta tiếp tục tìm hiểu tâm lý nhân vật ở cái giai đoạn tiếp theo. Đó là lúc bà cụ Tứ đã về. Khi bà cụ Tứ đã về, chàng bỗng reo lên và lật đật ra đón. U đã về. Chàng reo lên như là một đứa trẻ. Và có lẽ chính cái tiếng reo này cùng với cái thái độ lật đật chạy ra đón khiến cho người mẹ cảm thấy ngạc nhiên. Bình thường đâu có chuyện đó. Bình thường ở trong nhà làm gì có chuyện mà con lại vui vẻ thân tình chạy ra đón mẹ như thế. Cái câu reo lên U đã về dường như vừa là tiếng reo sau những cái khoảnh khắc đợi chờ của chàng, vừa là để thông báo cho người vợ biết là mẹ đã về. Rồi chàng tươi cười chạy ra đón, tươi cười bởi vì bản thân chàng đang rất là vui, và cũng vì tươi cười là bởi chàng muốn lấy lòng mẹ, biết mẹ có chấp nhận cô con dâu bất ngờ này không. Cho nên chàng muốn mẹ sẽ đón nhận cái niềm vui của mình bằng cái hành động tươi cười chạy ra như thế. Rồi thì chàng từ tốn thưa chuyện với mẹ. Khi thấy người mẹ cứ ngơ ngác không hiểu, khi thấy người mẹ ngạc nhiên vì con thì chạy ra đón mừng rỡ như lâu ngày mới gặp, bên trong thì lại có một người đàn bà lạ chào mình bằng U, chàng đã từ tốn nói với mẹ rằng: nhà tôi đấy U ạ, nó mới về làm bạn với tôi. Một cái câu nói hết sức nghiêm túc và thành thật. Một câu nói như là một lời xác nhận rất rành mạch rằng từ nay con trai của mẹ đã có vợ. Việc xác nhận niềm vui một cách rành rọt nghiêm túc ấy đã cho người đọc hiểu được rằng chàng không chỉ là một người thanh niên hời hợt hay là bông đùa, mà thực sự anh có những cái suy nghĩ hết sức nghiêm túc và khát vọng về một mái ấm luôn mãnh liệt trong anh, để rồi anh tìm mọi cách để biến nó thành hiện thực. Chúng ta tiếp tục tìm hiểu tâm trạng của nhân vật chàng ở buổi sáng hôm sau. Sáng hôm sau, chàng tỉnh dậy khi mặt trời đã lên cao bằng cây sào. Ánh nắng buổi sáng mùa hè sáng chói lóa. Trong người êm ái lửng lơ như vừa ở trong giấc mơ đi ra. Và trong tâm trạng của một thanh niên lâng lâng hạnh phúc ấy, chàng bỗng nhận thấy một sự thay đổi khác lạ của ngôi nhà mình. Nhà cửa sân vườn được quét tước thu dọn, sạch sẽ gọn gàng. Quần áo rách được đem ra sân hong. Cái ang nước bình thường khô cong nay đã kín nước đầy ấm áp. Rõ ràng sự thay đổi ấy khiến cho chàng ngỡ ngàng. Cái cảm xúc êm ái lửng lơ ngỡ ngàng ấy đã khiến cho chàng cảm nhận được rõ hơn sự thay đổi mới mẻ của ngôi nhà. Và chính sự thay đổi mới mẻ ấy làm cho anh cô chàng thấm thía và cảm động. Từ đây ta mới nhận thấy được một điều rằng đôi khi có những điều rất bình dị nhưng lại làm cho người ta cảm động hơn bao giờ hết. Có những cái điều hết sức bình thường nhưng lại có khả năng chạm đến tận cùng trái tim của con người. Nếu như những điều giản dị bình thường ấy nó gắn liền với hạnh phúc đời thực thì nó lại càng có tác động mãnh liệt. Và chính vì thấm thía cảm động cho nên chàng bỗng thấy yêu thương gắn bó với ngôi nhà của mình. Hình như lâu lắm rồi chàng mới có được cái cảm giác như thế này. Chàng cảm thấy yêu căn nhà của mình, yêu cái tổ ấm của mình, gắn bó với những thành viên trong gia đình. Và đặc biệt, chàng còn ý thức được bổn phận của mình với gia đình. Chàng thấy rằng mình và vợ sẽ sinh con đẻ cái ở đây. Bổn phận là phải nuôi lớn con cái, phải chăm sóc gia đình. Cái nhà không chỉ là nơi để ở, nó thực sự còn là một tổ ấm. Ngôi nhà không chỉ là chỗ che mưa che nắng, nơi ấy còn là nơi sinh sống và lớn lên của biết bao thế hệ, là tổ ấm một đời của một con người. Những cái suy nghĩ bình dị ấy nhưng đã khiến cho người đọc hình dung được hạnh phúc đã thực sự khiến cho chàng trở nên chín chắn và sâu sắc.
hạnh phúc đã giúp cho chàng nên người. Người đọc đã nhận thấy được sự thay đổi, chuyển biến trong tâm lý của nhân vật chàng. Hạnh phúc đã khiến cho chàng trở nên trưởng thành. Và tâm lý của chàng càng thay đổi rõ rệt hơn khi mà ăn bữa cơm cùng với mẹ và vợ. Trong bữa ăn, lùa cái miếng cám chát bứ và đắng nghẹn, chàng cảm thấy tủi hờn vô cùng. Rõ ràng mình đang phải ăn một cái thứ thức ăn mà không phải dành cho con người. Một nỗi xót xa tủi hờn. Và chàng lại cảm thấy ân hận tiếc rẻ khi nghe người vợ kể chuyện phá kho thóc. Người vợ nói rằng ở đây vẫn còn phải nộp thuế à? Ở trên mạng ngược người ta không còn nộp thuế nữa. Người ta còn đi theo Việt Minh để phá kho thóc, lấy thóc chia cho người nghèo, chia cho người đói. Tự nhiên chàng nhớ lại cách đây ít hôm, trong một lần kéo xe thóc lên tỉnh, chàng nhìn thấy một đoàn người đói đi theo lá cờ đỏ sao vàng trên đê sục. Chàng nghe người ta kháo nhau rằng Việt Minh đấy, cướp thóc đấy. Chàng sợ quá liền kéo xe thóc đi sang ngã khác. Nghĩ tới đó, tự nhiên chàng cảm thấy ân hận và tiếc rẻ vẩn vơ. Để rồi suốt bữa ăn, trong tâm trí chàng cứ hiện lên hình ảnh của đoàn người đói và lá cờ đỏ bay phấp phới. Chính cái chi tiết này khiến cho người đọc có quyền tin rằng ở chàng sẽ luôn nung nấu một cái khát vọng thoát khỏi cái chết, cái khát vọng giành lại sự sống. Và người ta có quyền hy vọng rằng biết đâu lần sau khi đẩy xe bò lên tỉnh, chàng sẽ hòa vào đoàn người đói và đi theo lá cờ đỏ sao vàng để lấy thóc chia cho mọi người, cứu mọi người và chính bản thân mình thoát khỏi cơn đói. Rõ ràng ở nhân vật chàng, qua cái mạch phân tích tâm lý của tác giả, người đọc đã nhận thấy rằng ở người thanh niên tưởng chừng như không có gì đặc biệt này, tưởng chỉ là một anh chàng khờ khạo, nghèo khổ, luôn ẩn chứa một niềm khát khao hạnh phúc. Và niềm khát khao hạnh phúc, niềm khát khao sống ấy, nó còn mạnh mẽ hơn, mãnh liệt hơn cả cái đói và cái chết nữa. Con người ta có thể bị đẩy vào bước đường cùng. Con người ta có thể bị đẩy đến cái ranh giới giữa sự sống và cái chết. Con người ta có thể phải đứng ở trên miệng vực của cái chết, cái đói. Nhưng khát khao hạnh phúc, khát vọng vươn lên thì không bao giờ bị hủy diệt được. Điều này ta có thể cảm nhận được ở nhân vật chàng. Và đây chính là điều mà nhà văn Kim Lân muốn gửi tới người đọc. Tác phẩm Vợ Nhặt không chỉ tái hiện lại cái hiện thực của nạn đói năm 1945. Điều quan trọng tác giả muốn nói với người đọc rằng tình người, sự cưu mang đùm bọc của con người và đặc biệt là khát vọng hạnh phúc của con người trong những ngày đói vẫn mãnh liệt hơn bao giờ hết. Nhân vật chàng là nhân vật chính của tác phẩm, nhưng giá trị của tác phẩm còn được thể hiện rõ qua những nhân vật còn lại của truyện ngắn Vợ Nhặt. Nhân vật tiếp theo đó chính là cô vợ Nhặt. Nhân vật cô vợ Nhặt, tác giả Kim Lân đã chọn một cái hình thức khai thác nó độc đáo hơn. Nếu như ở chàng, nhà văn có đôi lúc hóa thân vào nhân vật để nói lên những điều sâu kín trong tâm lý của nhân vật, thì ở nhân vật cô vợ Nhặt, Kim Lân luôn giữ một cái khoảng cách để tạo nên một sự xa lạ tương đối. Bởi vì nhân vật cô vợ Nhặt thực sự không phải là một cái người gần gũi với người đọc và với bà cụ Tứ, với xóm ngụ cư và với chính tác giả. Cho nên ở nhân vật cô vợ Nhặt, tâm lý của nhân vật chúng ta sẽ cảm nhận được qua hành động, qua cử chỉ, qua ngôn từ, qua những cái biểu hiện hơn là ở cái tâm lý sâu thẳm bên trong. Trước khi tìm hiểu về tính cách của cô vợ Nhặt, chúng ta sẽ đi điểm qua một vài nét về ngoại hình của nhân vật. Lần gặp đầu tiên không có gì ấn tượng. Lần gặp thứ hai,
Chàng ngạc nhiên khi thấy người đàn bà ấy rách tả tơi, áo quần tả tơi như tổ đỉa. Cái rách tả tơi này, người đọc cứ tưởng rằng tác giả nói quá lên như thế để cho nó thê thảm. Nhưng mà kỳ thực đó là một cái nét chân thực, một cái hình ảnh thực tế về nạn đói. Người nông dân với những cái trang phục làm từ những cái vải mà họ tạo nên, cứ mặc mãi ở trên người, không tắm giặt, mồ hôi, xương gió của cuộc sống bám vào và khiến cho áo quần mục và nát đi. Cho nên hình ảnh đoàn người đói với cái nhân dạng gầy còm, trơ xương và áo quần rách rưới là một nét vẽ rất là chân thực. Vậy thì nhìn cái vẻ ngoài rách tả tơi, người đọc có thể cảm nhận được cô vợ Nhật ấy đang đói lắm rồi. Điểm thứ hai khiến cho chàng không nhận ra người đàn bà này ở lần gặp mặt thứ hai, bởi vì thị gầy sọp và xám xịt. Gầy sọp đi có nghĩa là gầy một cách nhanh chóng, và điều này chỉ có thể lý giải được hoặc là bệnh tật hoặc là đói. Rõ ràng người đàn bà này đã mấy ngày không ăn uống gì cho nên mới gầy sọp đi như thế. Và gương mặt của thị xám xịt, không phải là sạm mà là xám. Xám chính là màu của thần chết đang lợn vợn. Và đây cũng là lần thứ ba trong tác phẩm nhà văn mượn màu xám để nói về hình ảnh và hiện thực của nạn đói. Người đàn bà ấy hiện lên với những cái nét vẽ đơn giản nhưng lại dựng lên được một cái chân dung thảm hại của một con người đang lâm vào cảnh cùng đường vì đói khát. Không chỉ miêu tả ngoại hình nhân vật, nhà văn Kim Lân còn giới thiệu với người đọc về số phận của nhân vật. Anh cu chàng có tên, bà cụ Tứ cũng có tên, nhưng cô vợ Nhật này thì không có tên và không có cả lai lịch luôn. Người ta không biết nhà cô ở đâu, cha mẹ ở chỗ nào, quê quán, quê hương, bản xứ, và đặc biệt không biết tên họ. Rõ ràng đây là một dụng ý của nhà văn Kim Lân. Cái việc mà không đặt tên cho nhân vật là điều mà tác giả muốn nhắn nhủ với người đọc rằng trong nạn đói năm ấy, cái số phận của những cái con người kiểu như cô vợ Nhật hay là cái cảnh ngộ như cô vợ Nhật không phải là cá biệt, nó là đa số. Trong lúc cái đói diễn ra thì những cái kiếp người như cô vợ Nhật này, những cái cảnh đời với những cái nỗi khốn khổ không phải là hiếm hoi. Cho nên tác giả đã không đặt tên cho nhân vật, diễn tả một nhân vật đang sắp chết vì đói. Một cái nhân vật vì đói mà phải theo không một người đàn ông chỉ sau hai lần gặp mặt về làm vợ, là một con người có số phận bi thảm. Và đó không phải là cá biệt trong nạn đói, đó là phổ biến. Một cái dụng ý rất là hay khi xây dựng nhân vật của nhà văn Kim Lân. Và điều đặc biệt là ta có thể cảm nhận được tính cách nhân vật qua những cái hành vi, ngôn ngữ, cử chỉ và thái độ. Nhân vật cô vợ Nhật được miêu tả như thế nào lúc ở chợ tỉnh? Lúc ở chợ tỉnh, trong lần gặp mặt thứ hai, cô ấy cứ cong cớn, sưng xỉa. Ăn nói thì trao chát, chỏng lọ. Chàng đang còng lưng, đẩy xe. Tự nhiên người đàn bà ấy xuất hiện, sưng xỉa, mắng sơi sơi vào mặt chàng. Điêu, người thế mà điêu. Ủa, có hứa hẹn gì đâu? Có một cái lời nào hứa hẹn đâu? Rõ ràng người đàn bà này hết sức là trơ trẽn khi bám vào cái câu hò trêu ghẹo, chồng ghẹo của chàng trước đây, làm cái cớ để đổ thừa, để bắt vạ, để buộc chàng phải có trách nhiệm với thị. Rõ ràng là sưng xỉa, thật là cong cớn. Người đàn bà ấy còn nói rằng hôm trước leo lẻo cái miệng vậy mà mất mặt. Vậy là rõ ràng người đàn bà ấy bám víu và cố bắt chàng phải chịu trách nhiệm. Rồi khi chàng nhận ra, chàng cười bảo rằng không phải hôm ấy thì hôm nay vậy. Thôi ngồi xuống đây đã, ăn miếng dầu. Thì người đàn bà ấy đã cong cớn và trơ trẽn nói rằng ăn gì thì ăn chứ chẳng ăn dầu. Rồi chàng bảo
cứ ăn đi. Thì người đàn bà ấy đã sáng mắt lên và nói, ăn nhé, ăn thật nhé. Và ngồi xuống ăn một mạch 4 bát bánh đúc. Khi được mời ăn thì mắt sáng lên, ngồi xà xuống, cắm đầu ăn một chập 4 bát bánh đúc. Những cái chi tiết này khiến cho người đọc cảm thấy cực kỳ khó chịu. Sao lại có một cái người đàn bà kỳ cục vậy? Sao lại chả có sĩ diện, chả có danh dự, chả có ý tứ gì hết? Tại sao lại bám lấy người lạ và khi được mời ăn là ăn mà ăn liền một mạch 4 bát bánh đúc như thế? Vậy thì chứng tỏ người đàn bà này rõ ràng là vô duyên hết sức. Đã thế, khi chàng nói đùa rằng có muốn theo về thì chất hàng lên xe rồi cùng về, người đàn bà ấy đã theo về thật. Nghĩa là chị ta đã theo không một người lạ, không biết người ta là người như thế nào, cái người ấy có thực sự đàng hoàng hay không. Người ta nói rằng lấy chồng là phải lựa chọn, là phải tìm hiểu. Người đàn bà này đã bỏ qua tất cả các cái bước ấy, chấp nhận chỉ nghe một lời mời là theo không về. Vậy thì rõ ràng người đàn bà qua cách miêu tả của nhà văn quá trơ trẽn, không có sĩ diện, phẩm giá gì hết. Cái người đàn bà ấy khiến cho người ta cảm thấy khó chịu. Nhưng nếu đọc kỹ và suy nghĩ sâu sắc hơn một chút, thì người đọc sẽ nhận thấy rằng chị ta không phải bản chất như vậy đâu. Không phải là một người đàn bà vô duyên, vô sỉ như thế. Mà thực ra chị ta đang vì cái đói. Bởi vì quá đói cho nên chị ta đã bị cùng đường. Và vì cùng đường cho nên chị ta mới tìm cho mình một lối thoát. Rõ ràng những cái biểu hiện của người đàn bà là vì đói chứ không phải vì thị vốn dĩ như vậy. Đây, nhìn kỹ lại chúng ta sẽ thấy. Cái lúc mà chàng mời ăn, mắt chị ta sáng lên và chị ta nói rằng ăn nhá, ăn thật nhá. Cái kiểu mà hỏi ăn nhá, ăn thật nhá không phải là để hỏi chàng mà giống như là một cái cách tự trấn an bản thân mình. Ừ, ăn đi, ăn thật đi, có gì đâu, mình đang đói mà, người ta cũng mời mình mà. Và chính cái câu nói ăn nhá, ăn thật nhá, nghe kỹ nó như là một lời tự trấn an, khiến cho người đọc cảm thấy chua xót, thương cảm và thông cảm cho người đàn bà này. Để cho chúng ta càng tự tin mà khẳng định rằng cái sự trơ trẽn, trao chát, trỏng lỏng, cong cớn, xưng xỉa ấy chỉ là vì cái đói chứ không phải vì bản chất của người đàn bà ấy vốn là như thế. Và điều đó càng được thể hiện rõ khi mà chàng đưa thị về nhà. Trên đường theo chàng về nhà, người đàn bà ấy đã đi sau chàng, đầu hơi cúi xuống, nón che nửa mặt. Rõ ràng là chị ta đang xấu hổ. Xấu hổ cho nên mới không dám sánh đôi. Xấu hổ cho nên mới cúi đầu xuống để tránh cái nhìn của hàng xóm. Xấu hổ cho nên mới lấy nón che đi nửa khuôn mặt. Và cái xấu hổ này nó không chỉ là nỗi xấu hổ của một người con dâu mới khi về nhà chồng, mà nó còn có cả sự tủi hổ của một người đàn bà ý thức được cái việc mình theo không người ta về làm vợ nó đáng tủi hờn tới mức như thế nào. Cho nên thị cứ rón rén bước, e thẹn, ngượng nghịu, chân nọ díu cả vào chân kia. Nỗi thẹn thùng tủi hổ ấy khiến cho người đọc càng cảm thấy thương xót. Có người đàn bà nào tội nghiệp như thế không? Người ta lấy chồng là phải có mai mối, phải có đám nói, đám hỏi, đám cưới, phải có rước dâu, đưa dâu, phải có lễ lạt, phải có thách cưới. Còn cô ấy chỉ chấp nhận đi theo không. Và như vậy, nó không chỉ có nỗi xấu hổ của một nàng dâu mới, mà còn có cả sự tủi hổ của một người ý thức được cảnh ngộ ê chề của bản thân mình. Vì vậy, càng lúc người đọc càng cảm thấy cô vợ Nhặt thực sự rất đáng thương. Tính cách của cô vợ Nhặt lại một lần nữa thể hiện rõ nét khi về đến nhà chàng. Về đến nhà chàng, đứng trước nhà chàng,
Người đàn bà ấy đã đảo mắt nhìn quanh. Đúng là nghèo, nghèo thật. Và thị đã thở dài. Nhưng hãy chú ý, kem đọc lại sẽ thấy người đàn bà ấy nén một tiếng thở dài, chứ không phải là thở dài thườn thượt hay là than vãn, hay là nói rằng ôi nhà anh cũng nghèo như thế sao. Vậy thì cái tiếng thở dài cố nén ấy đã cho chúng ta thấy rằng thị đã xác định là làm vợ chàng. Và vì vậy cho nên là dẫu có thất vọng thì cũng không thay đổi quyết định ấy. Và khi vào đến nhà, lúc mà chàng mời ngồi thì người đàn bà đó chỉ ngồi mớm bên mép giường thôi. Cái chi tiết ngồi mớm ấy khiến người đọc thay đổi cách nhìn về người đàn bà. Rõ ràng thị ta là người ý tứ. Rõ ràng chị ta là một người có hiểu biết. Chị ta hiểu được cái vị trí của mình trong ngôi nhà. Nó trông chênh lắm. Nó trông chênh như chính cái cách mà thị đang ngồi vậy. Ngồi mớm ở bên mép, chưa có gì là chắc chắn cả. Rồi khi mà bà cụ Tứ trở về, người đàn bà đã nói với mẹ của chàng bằng một giọng nói nhỏ nhẹ, chào bà, bằng một cái cách rất là ý tứ, đứng lên chào rất là khép nép. Và khi trò chuyện thì luôn luôn cúi đầu, mặt cúi xuống, tay vân vê tà áo. Chính cái cách ăn nói, chính cái cử chỉ và điệu bộ ấy khiến cho bà cụ Tứ đã bỏ qua tất cả những cái ấn tượng không hay ban đầu, hay là những cái đòi hỏi dò xét, để rồi dễ dàng chấp nhận và mở rộng vòng tay yêu thương đón nàng dâu. Chính cái lời nói cử chỉ và cái cách ăn nói điệu bộ ấy đã khiến cho bà cụ Tứ hiểu rằng người đàn bà này vì cùng đường đói khát cho nên mới chấp nhận làm vợ của con trai mình, chứ không phải bản tính là một người đàn bà không ra gì. Tâm trạng, tâm lý của cô vợ Nhặt khi về đến nhà chàng đã cho chúng ta cảm nhận được đó là cô ấy luôn xót xa, tủi phận, ngượng ngùng, e thẹn về cảnh ngộ của mình. Và như vậy, cô ấy là một người phụ nữ có tự trọng, chứ không phải là không có sĩ diện, không có danh dự như lúc đầu chúng ta lầm tưởng. Sáng hôm sau, người đàn bà đã để lại cái ấn tượng không chỉ đẹp trong người đọc, mà còn với cả bà cụ Tứ và với anh cô chàng. Nghĩa là chị ấy đã ghi được rất nhiều điểm cho những thành viên ở trong gia đình. Chị đã dậy rất là sớm, cùng với mẹ chồng quét tước, thu dọn nhà cửa. Thể hiện mình là một người phụ nữ đảm đang, một người có trách nhiệm và là một người vợ biết lo toan, một người con dâu hiếu thảo. Khiến cho chàng thấy rằng sau nay nó khác quá, hiền hậu và đúng mực, chứ không có trao chát chỏng lòn như lúc gặp ở chợ tỉnh. Chị ta còn ý tứ trong cách cư xử nữa. Ý tứ như thế nào? Lúc mà nhìn thấy cái nồi cám, khi mà bà cụ Tứ bưng nồi cám lên và tươi cười nói rằng chè đấy chúng mày ạ, chè khoán đấy. Người đàn bà đã nhìn vào nồi chè và nhận ra rằng đó thực sự chỉ là một nồi cám. Mắt chị ta đã tối sầm lại. Nhưng chị ta vẫn thản nhiên, vẫn điềm nhiên lùa cám vào miệng. Chính cái hành động ấy đã cho chúng ta thấy rằng người đàn bà này thật là ý tứ. Chị không chê, không kêu mà đón nhận và hòa vào cái niềm vui của mẹ chồng. Rồi chị còn thể hiện mình là một người rất là hiểu biết thời cuộc nữa. Trong bữa ăn, khi nghe tiếng trống thúc thuế vang lên, người đàn bà ấy đã nói rằng ở đây vẫn còn đóng thuế à? Chị ta bảo rằng ở trên mạng Thái Nguyên người ta không có còn đóng thuế nữa. Thậm chí người ta còn đi phá kho thóc để chia thóc cho người nghèo, cho người đói. Chính cái thông tin mà người vợ cung cấp đã làm cho chàng thay đổi nhận thức. Vậy thì điều đó chứng tỏ người đàn bà này còn là một người phụ nữ từng trải và hiểu biết thời cuộc. Và chị ta xứng đáng là một người vợ hiền dâu thảo. Có một sự chuyển biến rất rõ ở nhân vật. Lúc đầu khi gặp ở chợ tỉnh, chỉ là một người đàn bà trao chát,
đanh đá, sưng xỉa, cong cớn, dần dần đã trở thành một người vợ hiền dâu thảo. Rõ ràng, bản chất của người phụ nữ lao động này là hiền thục. Những cái gì mà không hay chúng ta cảm nhận được lúc đầu chỉ là do hoàn cảnh đưa đẩy thôi. Và khi làm vợ chàng, khi làm con dâu bà cụ tứ, có thể người đàn bà này không tránh được cơn đói, có thể không tránh được nạn đói, nhưng bù lại thị đã có được một mái ấm và hạnh phúc gia đình, tình người ấm áp đã làm thay đổi người đàn bà ấy để giúp chị biết gắn bó với những người tình nghĩa và để cho chúng ta có thêm niềm tin vào cuộc đời. Dẫu cuộc đời có đẩy con người đến chỗ cơ cực, éo le tới mức như thế nào, thì phẩm chất đẹp đẽ của con người là không hề thay đổi. Nói tóm lại, cô vợ Nhật tuy chỉ là nhân vật phụ ở trong tác phẩm, tuy chỉ là một người đàn bà không có tên, lúc thì được gọi là thị, lúc thì được gọi là người đàn bà ấy, khi thì được gọi là ả. Nhưng thực sự cô đã góp phần cho chúng ta hiểu thêm được về ý nghĩa chủ đề và giá trị của tác phẩm. Cô thật là may mắn khi được sống trong tình người, trong mái ấm gia đình. Và điều này khiến cho chúng ta hiểu được rằng nếu chúng ta có được cái may mắn ấy, thì dù cuộc sống có bị đe dọa bởi bao nhiêu thứ trên đời, có bị đe dọa bởi đói khát, phẩm chất tốt đẹp vẫn không hề thay đổi và lúc nào nó cũng tiềm ẩn để có cơ hội lại sống dậy mãnh liệt. Tiết học hôm nay, cô hướng dẫn các em tìm hiểu nhân vật chàng và nhân vật cô vợ Nhật. Chúng ta sẽ tạm dừng lại. Đến tiết học tiếp theo, cô sẽ cùng các em tìm hiểu về nhân vật bà cụ tứ cũng như giá trị nghệ thuật và giá trị nội dung của tác phẩm. Chúc các em có một buổi học thật là bổ ích. Thân ái, chào các em. Hẹn gặp lại.